Không, đây là chú Sang ở trên Lost. Thì em bị cái chân ở đây nè, đây nè, Rồi, nó biết, là rồi. lúc mà con đám ma của ba con á, là Biết con là như quỳ thế không nào. à, mà con quỳ mà con đau không biết luôn, chứ con không bị Không, khuyết khuyết tật là tôi chịu thua. tật nha. Dạ, Nhưng con mà không bị cái khuyết đó tật. là thấy là cũng không có gì. Dạ, Tôi không nhưng phải mà như nó đau là, lắm, không phải đỉnh đó đầu nó là đau lắm. như Võ Hoàng Nguyên ha. Yên, Võ Võ Hoàng Hoàng Yên. Yên chỉ bệnh người ta đó. Dạ. Tôi xin nói, lấy cái đồ, với cái đồ mà cái vậy nè, nếu mà dài dạ không không gửi, bởi vì cái biên bản cái số đó nó với thứ tự cho bao nhiêu tiền Dạ. à, đúc người ta đúc mạnh, tôi thấy nhá, tôi biết À. mà, chỉ cái đó không là không không bằng của tôi không có thầy không gì hết, chỉ có thấy hồi đó ông nội tôi, ba tôi là thầy cũng làm 70 năm thầy cũng Dạ. 70 năm luôn bảy hả? chục năm Anh phải phát ông lửa chín mươi kìa. mấy tuổi. Ô vậy anh là gia truyền, giống như Gia truyền. gia truyền từ Tôi đời ông là nội đã truyền xuống là. ăn cắp nghề, À. tôi ăn cắp nghề Vậy là giờ chú là gốc Tàu luôn hả? à, miền Gốc Bắc, Tàu là người Quảng Quảng Đông. Đông Quảng Đông. à, rồi ba tôi dẫn tôi xuống miền Nam à, Dạ. miền Bắc à, sao ở là tôi 6 tuổi ba tôi dẫn qua bên miền Nam, là lúc tôi 13 tuổi má tôi chết, Dạ. tôi sống một mình, Dạ. sống lang thang Dạ, điều chị. Mấy khỏe không cô? Có khỏe, cảm ơn. Dạ, cô nói tiếng Tàu luôn hả? Dạ, tiếng Tàu, tiếng Chà, Việt. Mà hồi đó ở chứ ngoài Việt rồi Nam muốn ở nước cái đường bằng khác quá. uống uống đi Sao? Đi là gần tiếng đồng hồ mới lên được tới đây á. tôi biết qua, tôi biết giờ để tới mà. Bây giờ tôi hãy giúp cho hai chú này, cái chú này nó thì đau hơi đau chân Dạ, hơi rồi hơi con bị thôi bằng cái này cái giống như bằng thần kinh cái tọa này với thằng đây cái nè, tọa từ khúc này nè, biết tôi biết là thằng con cái kỳ con tọa nằm một chỗ luôn. cái này không chắc là thanh niên chưa sao đâu, Dạ, chưa sao hả? còn ông thắng này á cầm máy á anh đau cái đầu như cái đầu Dạ. cái đó nếu mà đau lâu á người ta tôi đã thính đạo theo tôi ông anh tôi nói là đau kinh đau gì đau thường niên, nếu mà nói tiếng tiếng đạo là phiên thông này một bên À, phiên đạo cái một này bên là có đó, thể đưa tới đột quỵ luôn ha. cái đó của tôi thì không biết Không nói, biết hả? không biết chắc không có đâu Con bị đau nữa bên. Tại nữa khi mà bên thí dụ như mình cầm cái phone gì lâu quá đi, ngồi chỗ lâu quá thì nó sẽ bên đây để nữa, bên nữa em bên trái đây nữa nè, nó sẽ bị à, bị à, nó bị đau hơi lắm. cái này hơi Đúng rồi, hơi nặng đúng rồi, ấn vô đây nó mới phê, mà nó ừ. phê từ từ nó giảm. Dạ Ấn vô. Rồi giờ anh Lộc Không, đẩy bây giờ vào chị đi cho à, thầy giờ chị nha. có cần anh Đây không là cái quay trực tiếp là cảnh chữa à, trị coi nha. à, Đây hoàn toàn là thật, cần không giới có dàn không cảnh á nha. à, coi vậy cái này chị là nhớ lại rồi này là người thật việc thật. Dạ, đây là thật. Cái này coi như là cơ duyên được gặp thầy tôi chú xin Sang. nhau cái chị ông mà nếu mà có ông thầy nào ông mà gì cái ông mà coi như Võ Hoàng là Yên hả? Không. ông cái đó thứ đó là không có xài được, À. không có chị người nào hết, tôi dám nói Mà cái mình chị là mình chị nhiều lần chứ đâu phải chị một lần hết phải không? không có nó chị một nhiều lần hết chứ, nhưng mà không phải là nó chỉ là đau cũng như ấn cái này á, coi như là ấn người ta cầm á, ấn người ta có cái hơi cũng như là mình muốn xe đạp ấn vô cái hơi trong này nó nói nó phát cái âm ra thôi, tôi biết nhá, mấy người á Để có chui khó khăn chết gì đó là tự sát là cắn lưỡi tự sát, cái lưỡi đó làm một kem cái là chết rồi. À. Con à, chú học Dạ, bà đúng rồi. phải không? Mà có Dạ, thời gian con nó nằm bước. sao đây? À, chú nói đúng rồi. Hỏi nằm mấy người rồi. Nhỏ vậy luôn hả? À, đây là thuốc gia truyền của chú Không nha. phải. Chú Sang. Chú Sang nha. Thuốc lộn. Người 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 Quảng Đông gốc luôn nha. À, một bạn đâu? Chứ không phải là chợ gì chợ lớn á, Đây là tạo thuốc chợ gia lớn truyền mà tự chú pha nha, chứ ở à. ngoài không có nha. Ở ngoài đó chắc mua không được. Chà, cái này là lần đầu tiên được phước. Chứ chứ Dạ. biết không, cái chỗ này của con là về Việt Nam đi massage hoài, nó phải xài cả tháng đồng hồ chờ luôn nó mới hết. Cất của người ta đó. Đâu đây đây đây. Đó đây nè, cất trong đây nè. Đây đốt đốt trước đi. Đốt hả? Đốt trước đi. Đốt vào hơi đau chút xíu nha. Dạ. Mà không Đau sao. hả? Trời Hơi ơi đau con chịu đau. đau không nổi đâu. Ồ, đau. Cái này là phương pháp của người Hoa có, À. dùng Hơi hơi đốt quả. cái đầu trước. Dạ. Cái đầu trước hả? Cái này dùng quả để mà chữa đó. Cái này À, là cái này dạ. có dính thẹo không, có dơ chân không? Có. Không có thẹo. Sao Xe tên em nào bán bán nhiều rất là lắm? nhiều. À, không có thẹo ha. Mà thấy không Bảo nhá. đảm cái này có phương pháp mà. Chà. Nào. Dạ. Đau đâu nào em. Đau chưa? À, nó thốn chứ không đau. Được rồi. Cái này cũng là một phương pháp À, trong cái này nguyệt. gốc trái tóc luôn hả?
không có cháy, chắc chắn không có cháy. Nó cũng là một trong những phương pháp trong người. Trong người đã rồi. Yeah. Đã không? Dạ đã. Đã không? Đã. Đã được. Đã. Cái này coi như là tôi nói ở Mỹ này đó. Dạ. Chỉ có tôi là nói người thứ mốt, không có người thứ hai. Dạ, cái môn này thật sự với vài người biết thôi. Cái này gọi là môn gì chú? Hả? Này gọi là môn gì không biết luôn hả? Cái này là không biết luôn. Tức là ông nội của chú để lại hả? À, cái này là không có. Cái này của cái dân tộc của mình. Là trước đây là 500 năm, 7 năm, đúng. 70 năm gì đó. Chính xác. 700 năm rồi đó. Thì cái đó thôi. Dạ. Cái này hồi đó tôi còn nhỏ, tôi biết thai nhi đẻ ra tôi biết đốt 3 ngày, 100 ngày. Cái này là dùng lửa để mà đã thông nguyệt mạch nha. Dạ, đúng. Mà cũng xem với gọi là châm cứu. Châm cứu, đúng. Dạ. Cái này là bí truyền. Thằng cũng biết cái này nữa hả? Biết. Vì... Mấy ông này học biết còn hơn tôi nữa. Xin lỗi nha. Nghe vậy thôi. Dạ. Nhưng mà cái không bao giờ bị phỏng, không bao giờ bị gì hết. Cái này là nó sẽ dùng cái hơi nóng của lửa để mà đã thông cái nguyệt của mình. Đúng. Dạ. Ông này biết. Ông giỏi. Chứ tôi biết, ông giỏi chứ sao. Này tôi cũng đốt cho coi nè. Dạ, không bao giờ phỏng, không bao giờ để sẹo. Hay ha. Yeah, yên tâm, cứ yên tâm. Không nhiều người coi, nhiều người biết. Cái đốt vậy nó tôi sợ. Tại vì cái môn này chỉ thật sự là chỉ có vài người biết làm thôi. Nó có thật. Có thật. Có thật. Anh Thắng nói cái này gọi là môn gì? Nó dạng như châm cứu. Nó dùng cũng như là nó dùng, miền dùng, quê. Nó dùng cái lửa, nó đã thông nguyệt của mình. Thường người ta dùng châm cứu. Châm cứu đó. Vậy cái này thầy làm cho mình, chứ mình đâu có tự làm được. Không sao, tôi làm được. Cái này chỉ châm vô nguyệt thì nó mới có tác dụng thôi. Chứ còn mà châm bậy là phỏng đó nha. Vậy không có đơn giản đâu nha. Yeah. Cái này hơi đau chứ. Nó nóng chứ không đau. Đau. À dạ. Hơi được. Nó nhiều quá là đau. Nó không đau, nó hơi ấy một chút. Thì nó dùng lửa để đã thông nguyệt mà làm không có phẩm mới được của lông. Cái này mình phải trị mấy lần mới hết. Không, nếu mà coi như là có duyên với tôi á. Dạ. Yeah. Hai lần. Hai lần á, giờ còn phải lại một lần nữa ha. Không có chuyện nào đau lại, không lại không sao, tôi cho thuốc gì tha được rồi. Dạ. Yeah. Có duyên thì cũng lẹ lắm, không có sao. Dạ, mốt con sẽ dẫn mấy ông, mấy chú. Dạ, đau đầu gối á. Dạ. Đau lưng, thần kinh tỏa. Tại cái phương pháp này mình đã thấy là làm có khi người ta đốt bằng cây nhang lớn, có khi ta đốt bằng cây... À, đúng rồi, bữa vậy đó, cái đầu đông đầu lắm. À, hay ha. Thì cái này mình có phước, mình gặp được thầy. Nhưng mà chỉ có xin lấy đốt ở đây. Đốt đây hả? Sơ. Sao nhưng mà đốt luôn đây. Cỡ đó luôn hay sao? Ở đây tôi không sao đâu. Phải chê lại. Mấy chán nữa không hay gì? Thần kinh tỏa là đốt ở đây. Wow. Đã. À. Đã. Đã. Nó đau đau một chút. Ờ được rồi, bây giờ tôi đốt ở đây. Dạ. Đốt đây hả? Đây. Bây giờ một quần cục coi. Trời đó. Tới đây hay đâu? Hay lên. Hơi gạo chút xíu. Tới đây. Tới đây hả? Tới đây chắc phải cởi quần mà coi chứ. Quần này không sao đâu. Cởi quần kỳ quá. Dạ tôi tự do, dạ tôi tự do. Không phải, ý con nói là được. Không sao, mà cũng không sao nữa. Tới đây không? Đây được không? Được, được cũng được thôi kệ nó. Dạ. Bữa nào lại thì chú lại... không nói sớm, cái này lấy con mặc quần cục cho nó dễ. Cái này được chăm mà sướng lắm. Đã. Tiến thắng thử. Làm một cái đã lắm. Hả? Làm một chắc cái chắn là đã. Làm nhiều là sẽ bị thích. Ghiền hả? Đẹp. Không có này, phương pháp này dùng nằm lửa. Thẳng không hay nằm gì được rồi. Được. Dạ. Đến cũng nhiều khi không đốt nhiều hơn. Đã quá. Quá nó ấy giống như ấy vậy đó. À trời ơi, nó giật. Cái này biết. Đây là cận cảnh dùng lửa. Đã mà, tôi biết đã. Wow, nó tê luôn ha. Xương đường chưa? Đã. Nó dưới cái góc xương đó. Không, từ từ. Cái này xương này nè. Dạ, nó bị cái đó đó. Bị từ lúc bị đó là trật cân. Từ lúc đó đám ma của ba con tới giờ đó, 2 năm rồi đó. Sao? Mấy sao? Nhưng mà nó chịu thuốc không lẽ thôi. Không chịu thuốc tôi cho cái này về đi thoa là hết rồi. Dạ. Yeah. Không hết cũng được là 70-80%. Dạ. Ở đây là cái xương sống. Dạ. Yeah. Chừng nào chú về chú phải bốt cái này. Dạ. Yeah. Bốt cái này. Bước ở đây.
Ở đây là nó ở đây với lại đây. Nó bớt ở đây á là yếu được. Khó vậy á, nóng. Bớt ở đây á nó lên lưng, bớt ở đây nó xuống này. Chứ chạy. Nếu mà có thì ở thì nó bớt lên. Không có cho xuống. Dạ. Yeah. Còn cái chỗ này nó chai. Chỗ này không sao, đi xuống thì chai được. Dạ. Chứ chai. Cái bị gì á mình hàng ngày mình đứng mau nó chỉ có xuống. Đúng rồi. Nó không có lên được. Dạ. Bây giờ mình úp lên cho nó mau nó dậy được. Tại sao mày người ta nói là tao cái khung này. Rồi mày có cái xương gì nó đâu không có. Nếu mà ai ở đầu của đốt mấy cái, tại sao đốt mấy cái, tại sao mà cái gai đâu rồi? Là cái chuyện gai hay à? Không phải gai. Không phải gai hả? Máu chạy không đều. À, máu chạy không đều. Theo tôi cho nên bóp cái nó mất tiêu. Bây giờ mình bóp hay là mình đốt cái này đó thì cái dạng. Tôi làm sao đốt cái nào sao máu nó chạy đâu, cái gân nó nhai chạy đâu. Dạ. Phải không? Dạ. Bây giờ tôi bắt đầu bà thà thuốc nha. Dạ, cảm ơn chú. Không có nói sát sao quá. Cái này con ngon nợ chú rồi. Chú ăn chay hay chú ăn mặn? À, một năm ăn 4 ngày. Năm ăn chay 4 ngày. Mùng 1. Tại con biết cái khu này nó có cái tiệm vịt quay rất là ngon mà con không nhớ tiệm nào. Vịt quay à? Con tặng chú con vịt. Ê! Rồi đừng có làm vậy. Em mua tới ăn chung. Mấy chú làm xong mấy chú gì đi nghỉ rồi thôi. Tôi có một bạn là Liên Hoa. À Liên Hoa. Liên Hoa rất có tiếng. Đó là bạn của tôi. Dạ. Ba nó dạy tôi đánh võ. Đó là mấy đứa con nó cháu nó là đệ tử tôi. Dạ. Đó tôi đó đệ tử của chú. Đệ đuôi tôi. Dạ. Mua lăng dạy võ. Vậy là chú biết võ ha. Biết. Chú biết học chưa học võ gì? Dạ, Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tử. Thiếu Lâm tử. Dạ, yeah. Cha thì gặp sư phụ rồi nha. Mặc còn một một môn nữa là bắt quyền. Bắt quyền nó đánh nhẹ lên lên. Giống như thái cực quyền. Thái quyền nhưng mà nó nặng hơn. Vậy chú nhận đệ tử không? Đó, sao nhiều tôi bỏ. Đó như đệ tử hai tuần nó lên lần chứ. Này nằm thẳng nha. Thôi được rồi, đứng lên thôi. Chỉ có chút xíu, hơi chút xíu nha. Dạ. Thay vô cái là chú thấy đã ha. Dạ. Này vô mắt có sao không chú? Không sao, tôi đã thay vô mắt rồi. Vậy hả? Đã thẳng đi. Dạ. Đau bên, đau hai bên, đau bên. Nửa bên. Đau nửa bên đó đó. Chú có... xin lỗi, đã thay. Dạ. Cái thuốc này vừa đeo rất là đã. Mắt quá ha. Mắt. Mà chú đứng dậy. Chẹo gần đi. Đưa từ từ. Dạ. Sau đó từ từ xuống ha. Về nhà chú cứ làm theo như vậy tôi. Dạ. Làm vô đấy, không có làm da. Dạ. Làm gì, làm da. Quay sát vô ông này biết cho để về học nghề lại. Ông này biết. Gần như nếu mà ở nhà có lược á. Dạ. Chạy đầu. À, cho nó thông huyệt máu. Ừ, thông huyệt máu. Cũng dạy vậy cũng được. Dạ. Đã. Dạ đã. Là chú làm con ngủ luôn á. À, cái thuốc này ngủ chứ. Dạ. Mà thay nhiều ngủ chứ. Nằm tư thế nào cũng được hả chú? Thế nào cũng được. Tự nhiên. Cho nó thoải mái. Bớt chứ cũng được. Mình tha bớt chứ cũng được. Ừ. Bởi vì cái này thay vô cái máu nó chạy đều hết nè. Con hay bị nửa bên đó đó. Ờ, dạ. Ở đây có đau không? Dạ không, chú khúc lưng thôi nè. Ở đây là nói tiếng đạo là ngủ sạp kín. Yeah. Cái này cũng dễ, 3 ngày hết. Yeah. Đau này, đái xe, phải lấy cái đai đỡ lên. Yeah. Dễ quá dễ. Mình nói không phải là tôi nói đau. Chắc mấy người đã thấy mà muốn được cười chết tôi. Cười đâu? Không, bây giờ thấy cảm giác nó khác thường. Nếu mà nó thì xin lỗi. Cái người nào mà buông là coi như là cùng tôi để tập lại. Nói tôi không được, tôi cảm ơn. Rồi cùng thi lại, cho nên mình giao dịch lại. Cái đặc biệt của cái môn này là cái thuốc đó nha. Cái thuốc nó mới giá trị nha. Nha. Cái này đánh lộn bị bầm là sức là hết liền á. Cái thuốc không này thật sự nó giá trị chỗ cái thuốc đó. Ừ. Cái chỗ đó đó, chỗ đó còn bị đau đó. Không. Cái chỗ đó đó. Đau đây, nó chạy vô đây. Dạ, nó chạy xuống. Tôi nói bây giờ ai mà muốn... Đây là giao hiệp giải đó, người giao mình ý kiến đó vậy á. Tôi xin lại với tôi. Không có nói tiền mà. Xuân đầu ơi.
xương chân. Nếu mà phong thấp lát thầy cho con xin ít thuốc nha. Ở đâu cho gì? Dạ, cái thuốc là bí truyền á, cái thuốc này nè. Quý quý nhức mỏi này chắc sức là hết. Chạy mới được. Thả qua. Dạ, yeah. Còn muốn ngủ luôn à. Thuốc nó thấm. Nó thấm. Thấm mà cái mùi thuốc này chưa đâu, quen quen lắm, tao nói gì tới dùng một ba rồi. Một tháng, một tiếng đồng hồ sau. Trời đất, là cái dùng qua cái thuốc này. À, cũng có người ừ, thì không có bào đầm con. Thường những cái thuốc này mỗi người có một thứ người ta pha riêng, không có không có thể nào biết đâu bí quyết á. Cái mười nha, mười nó giống như là một... đừng có mua thịt quay thịt gì đó, không có ăn heo tươi, cứ ăn ăn cứ ăn đó. Dạ ok, chứ nói là vui vẻ, vui vẻ phi lợi nhuận. Chữa bệnh phi lợi nhuận không, cái thuốc tươi thì hết không tối dạ. Đồng mà đâu tới đây tô. Dạ. Mà cái công mình chế ra nhiều lắm chú. Ô dễ. À, là 1-2 lít. Dễ hả? Dễ. Dạ. Dạ. Phải đó. Nó còn có những gì bị vậy. Thuốc ở trong đó nó khó lắm anh, không có đơn giản đâu anh. Đúng rồi. Phải ngâm. Mà bà đang bưng ra. Thuốc phải ngâm. À đang bưng ra. Tại vì thường những người Hoa họ có những cái công thức thuốc rất là đặc biệt. Rất là không bí quyết của họ đó. À. Thường. Lúc vậy đi làm theo tôi nha. Dạ. Làm theo vậy. Dạ. Cái này coi như nó chạy và đậu xương sống cái gì cũng rồi đã hết. Có mùi rượu. Ừ. Mùi rượu. Có mùi rượu. Có. Xương sống. Con bị bong gân dưới cái ma cái bắt cá đó. Ờ à, đúng rồi. Vô cái này nó vừa đau nó vừa phê. Nó như đó đó. À đó. Trong vòng đó đó. Mất quá thì phải tha bên này. Dạ. Mất quá phải tha bên này. Dạ nó bị chỗ đó đó. Cái chỗ này chú, nó ngay đó chú chị đó. Ở dưới cái khúc xương đó đó. Ấn vô nó vừa thốn mà nó vừa phê đó. Mà bị 2 năm lâu quá không nha. Có chuyện mất mất cả lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Hôm nay con cũng được đại phước để mà được chú chị. Không. Đâu cái đó phước là... của con. À, phước của con. Mới gặp con. Mà bây giờ không biết hết được. Cái này thật sự là có thật nhưng mà thật sự chỉ có vài người biết thôi. Cái này thường chỉ là truyền thôi. Gia truyền thôi. Dạ, nó chỉ gia truyền thôi. Thật sự ở trong Đông Nguyên không có dùng cái này. Nhưng nó chỉ có gia truyền từ đời này sang đời nọ thôi. Còn tin hay không tin tùy mọi người nha. Dạ. Cái này là có thật. Nhưng còn mà chị... Rồi hai bên này chút. Bởi vì chị cái phong thông này á. Chị bên này. Nó chạy qua bên này. Dạ. Chị bên này nó chạy qua bên này. Còn nhân chị hai bên. Cái bên này làm nặng, bên làm nhẹ. Cái này nặng. Mình tôi làm nặng rồi phải không? Bây giờ bên này phải làm nhẹ. Dạ. Không cho nó chạy qua bên này. À. À chú biết. Dạ, cái này cũng là dựa trên phương pháp là bấm nguyệt, đã thông nguyệt. Đã thông nguyệt kết hợp với thuốc. Rồi, đúng, hai cái thuốc. Khỏe hẳn. À, thấy nó có cảm giác lạ. Tại vì thuốc nó đang ứng dụng. Nó đang chạy theo dòng này. Nó lên. Dạ. Yeah. Là... cái bàn chân là cái cung cấp máu trên não quan trọng lắm á. Không bàn chân. Nếu mà trên não ở đây cái máu lên đây. Dạ. Yeah. Đó. Yes. À, trời chú bấm cho nó phê dễ sợ luôn á. Lên đây. Theo tôi cái yeah. Bên tôi người ta đâu cũng có cái chỗ tốt của người ta. Ừ. Tôi của đây. Còn chú có không? Chú có chỉnh xương không? Mới đó tôi nói. Không biết là nó không biết phải không? Dạ chú bên về nguyệt thôi, chú chỉ dùng đã không nguyệt để mà để chữa những cái phong thấp. Dạ phong thấp mà đau nhức rồi này nọ. Thần kinh tọa này nọ. Dạ bữa không bị đó, không bị nặng lắm, không nằm luôn á. Nè tôi nói nha, chú thấy rõ nè. Chắc cái này nó phải bớt xương rồi. Ừ. Bớt xương rồi đó. Hồi nãy thấy nó nhăn, nó hơi cao, cái chỗ cao. Để ý nha, sáng mai để ý hay là tối nay để ý, nó yeah. Có thể sẽ. Dạ. Yeah. Giờ mình xuất thêm lần thứ hai nó là hết luôn hả chú? Khó không biết. Phải coi như mình xuất nó nhiều lần nó mới hết. Phải nhiều lần á. Này, cái thuốc này nó hơi nóng nghe không? Dạ. Yeah. Thấy nó sẹp rồi đó. Dạ. Yeah. Hơi sẹp. Như chăm xong thấy cái đầu óc nó thoải mái hơn á nha.
Rồi thấy con người lạ quá. Dạ. Tại vì nó máu huyết lưu thông. Dạ đúng rồi, nó thoải mái hơn á. Mà đỡ cái đầu nhẹ rồi. Dạ. Nhẹ phải không? Dạ nhẹ. 10 phút nhẹ. Dạ. Bảo đảm. Nó vẫn còn tê tê ở đây nhưng mà nhẹ đi. Bị nó đau giờ máu đang chảy. Máu đang lưu thông. À đúng rồi. Dạ. Căn bản của cái môn là để máu huyết lưu thông thôi. Nó chậm qua là nó chữa bệnh, thường nó chuyên về phong thấp, nó chuyên vào những cái bệnh mà thường đông tây chữa không được. À. Đông y sẽ chữa được nhưng mà cái bệnh này phải chữa thời gian dài. Tại vì nó sẽ đã không khí huyết cho anh dạy. Chứ nó giống như nó lưu chuyển dòng máu quanh trong người á. Dạ. Yeah. Xin cái tay chút xíu. Dạ. Yeah. Muốn tay nào? Không, cái tay luôn. Hai tay. Wow, đã quá. Không khỏi đây. Ở đây không có đau khỏi. Đây á. Đây á. Là mắt. Chỉ về mắt. Ở đây cũng là về mắt. Mắt. Làm cho sáng lên hay là sao? Không sáng. Nếu mà ai mà có đau mắt á. Cái này đốt vô. Đây. Không bị cận. Nó về mắt. Ở đây cũng về mắt. Cái chân này cũng về mắt. Hai bên này về mắt. Chỉ đau. Là mình có đau mắm mắt này cũng về mắt. Khó phải nói vậy. Có đeo. Cái tay có đeo. Không. Hồi nào giờ có đeo. Có, lâu lâu nó đeo bên này. Dạ. Này thấy coi nha. Đeo. Dạ. Đeo. Tê chưa? Dạ nó tê. Tê phải không? Dạ. Chừng nào tê chú làm vậy. Này đỡ thông hả? Làm vậy thì nó bớt ở đây. Dạ. Để cho còn cái tay mình lâu lâu nó rút nó đỡ. Đây đây làm vậy nè. Đó vậy chài vậy đó hả? À vậy. Lấy thuốc chài vậy đó hả chú? Không, thuốc không được. À thôi mình vuốt vậy thôi. Không vậy. À. Dạ. Con đàn ông mà tay mềm xèo. Tốt. Tốt lắm. Tưởng tốt phải cảm ơn chứ. Không, có sao tôi nói vậy. Chứ nào giờ việc nạn nó ít làm lắm. Không, tốt thì tốt, làm sao nó cũng tốt. Dạ. Ông này cũng tốt, ông mày giận á. Ông này không có thua ai á. Ông này cũng tốt hả? Tốt. Dạ. Mà hơi mệt. Chú thì tốt. Ông này chú cũng coi tướng được hả? Đều nói sẽ. Là chắc được rồi. Dạ. Đứng dậy ngồi đấy coi. Con người như thế nào? Nó nhẹ rồi, cho cảm giác sau khi anh được chữa anh thấy như sao? Trời, cái đấy mới vừa xong có 5 phút. 5 phút thôi. Cái đầu là 10 phút. Cái đầu thì cái cách mà suy nghĩ á hình như là nó nhạy bén hơn. Nhạy bén. Nó nhanh hơn. Nhưng mà trên đây nó vẫn còn ê ê chút xúc. Nó mau nó chạy. Dạ nó vẫn ê ê chút. Đứng dậy cái lưng. Chà tốt cái này xuống. Cái lưng này lúc mà con vừa cơm đây thì nó chỗ này nó còn hơi đứng nó còn cứng chỗ này. Bây giờ nếu mà 4-5 ngày á tôi chỉ cho một cách nằm đầu ở đây nằm xuống, tôi chỉ một cách cho nó nằm ngửa lên. Nằm ngửa hả? Nằm ngửa lên. Cái này không cần thuốc gì cũng hết. Dạ. Cái này không cần thuốc gì cũng hết, nếu mà không hết bao nhiêu tôi cũng thua. Này làm nè. Dạ. Bên này đau phải không? Dạ. Một bên thôi. Dạ. Bên thôi. Nhức lên hả? Nhức lên một bên. À. Là bên này. Bên này nhức lên cái nó phê dễ sợ luôn á. Nó dễ giống như nó giãn ra đó. À. Dạ. Làm được mấy cái. Giờ mình đổi qua hả? À. Làm đi. Nè đúng rồi. Ở đây nó giãn nè. Nó giãn. Làm vậy con sẽ nó bớt nhiều lắm. Cái này mà nằm dưới đất là giãn luôn. Ơi nằm trên giường sáng sớm mình vậy mình làm mấy cái. Dạ. Là bây giờ thay một bên. Dạ, được rồi, nhớ dạ. Làm cái này. Dạ, cảm ơn chú. Trời ơi, nó nhẹ nhiều. Rồi, tới chân được không? Cái não thấy nó thành. Không có sao nó vậy nha. Dạ, đúng rồi, có nó thiệt. Quảng cáo trên này tôi không chịu ạ. Không, là quảng cáo của chú đâu, chú đâu lấy tiền, chú quảng cáo làm gì. Cái phi lợi nhuận mà. Đâu, thấy nó ấy hơn. Tôi xin nói, ai biết cái anh mà quốc vũ á. Cũng Quốc Vũ hả? Quốc Vũ rồi nè, nó ở Sa Nam à.
cũng làm mấy này này. Dạ, con không biết quốc vũ. Cho con thử cái cảm giác. À rồi. Con tao đâu đâu nói chứ. À cái đầu đi con. Con muốn cái ra cái cổ. Dạ cái cổ cái gì cái giờ tới khu anh Thắng thử nha. Cái lưng cũng giống lạnh đó. Dạ. Đốt luôn ha. Đốt. Nó nhẹ lắm, nó nhẹ người lắm. Không đốt không được mà. Cái này môn này gọi là môn gì nữa anh Thắng quên rồi, anh nói quên rồi. Nó dùng nó không có tên của nó hả? Đỡ mà nó cũng là một dạng châm cứu nhưng mà cái này là nó biến thể của Đông Y á. Họ dùng lửa để mà đã thông nguyệt. Rành quá ha. Cái này phải người ta làm á, ông già tôi làm á, nó làm rất là cứ. Dạ, có người làm cây bự, có người làm đau lắm. Thế nó nhẹ nhàng vậy nha. Người cho tôi đốt cái đầu. Đốt cái đầu hả? Coi coi. Bỏ cái tay lên. Ấm lại cái tóc. Để chú bỏ cái tay lên. Xưa ra cái tóc, đừng có nè. Tập lại cho cái tóc nó phân ra. À. Yeah. Có cây nhai không được. Nhìn chưa hết rồi. Đã chưa? Ok. Đã không? Đã. Wow, đã ha. Đã quá. Cái gì mà bị phạm không? Chắc có lẽ đã. Ở đây không có đốt được. Chứ ở đây là nó cầm. Yeah. Sao tôi nói để biết cho biết trước. Yeah. Tôi không dám đốt. Có người dám đốt mà tôi không dám. Trên cổ hả chú? Cổ. Cổ đây này, bây giờ này không có đốt được. Tôi đốt ở đây thôi. Đau không? Hay ha. Này giống như đã thông kinh mạch vậy. Nhẹ, yeah, nó là nó kinh mạch mà. Nhẹ phải không? Người nhà về ha. Thằng con tôi, nó không về mà. Dạ. Sao? Thằng con tôi cũng bốn mấy tuổi. Vậy hả? Nên nó đông con lắm, 10 đứa. 10 đứa luôn. Này này. Chà, chú đông con vậy hả? Cái này lưng hả? Lưng. Không sao chú tập vậy. Dạ, wow. Cái này lần đầu tiên con thấy á nha. Rồi chú có truyền nghề lại cho con chú không? Không hả? Không chịu học hả? Thế này nó chạy luôn. thấy dùng lửa đốt mà tao đã sợ rồi. Nhưng mà sợ nó đâu có bị gì đâu. Đúng rồi. Cái nơi này đâu có giá trị gì. Nhưng mà biết người ta mới không sợ chứ không biết tao sợ lắm. Tại vì dùng lửa châm cho người mà. Đúng rồi. Yeah, vừa làm vừa nhẹ. Nó... Thấy cảm giác khác không anh Thắng? Khác. Giờ thấy nhẹ nó đã thông cái não à. Nó nhẹ cái não mình nhìn nó nhanh hơn không? Nó sao nó thoải mái hơn á. Nó thoải mái hơn. Nó làm như là bây giờ nó làm như là có nước suối lạnh vô đầu. À. Phải không? Dạ. Cái thuốc của anh này hay quá. Cô chú bảy mấy tuổi rồi, chú bảy mấy tuổi rồi. 72 tuổi rồi. Ờ, chú cái đó là lát chú tặng người trai nha. Không biết thôi, từ. Để chú còn dạy người khác nữa. Mình xin cho tí xíu thôi. À. Cái đó là chuyên về khớp với lại sưng rồi mình buồn đau đầu. Đau sưng thai, sưng chỗ làm theo như dầu gió. Dạ. Nó hơi dầu gió còn mắc hơn nó. Cái này là cái này của con hay chứ? Rồi nữa cái nào cũng thấy cũng vậy nè. Cũng vậy thôi nè. Không giống nhau, ý nói là cái này chú tặng cho con ha. Thuốc này thuốc gia truyền nha. Đó lắm của chú sang tặng. Quá đã. Thôi con cũng cảm ơn, hai đứa con cũng cảm ơn chú nhiều lắm. Hôm nay giờ con nhẹ người rồi. Tuần sau con sẽ lên gặp chú nha. Không, nếu mà được chủ nhật. Chủ nhật hả? Phải làm. Chủ nhật này hả? Chủ nhật đi được phải không? Được. Dạ. Sáng sớm mấy giờ cũng được. Dạ. Như vậy chú cho con chia sẻ cái clip này lên được không? Được ha. Dạ ok, cảm ơn chú. Sao anh Thắng thấy cảm giác sao anh Thắng? Khỏe. Khỏe không? Thấy nó nhẹ người á.
thấy nó nhẹ người á, cái đầu óc mình nó sảng khoái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Thì họ châm vô người rồi họ dùng thuốc như nó giống như là đại đã gì đại đảo đã thông tới kinh mạch. Thì hôm nay thì hai anh em cũng có duyên được thầy, không phải thầy, chú đó không cho kêu thầy, kêu bằng chú được rồi, là chú sáng chị giùm cho. Thì cái này cũng là một cái cơ duyên. Chú sáng thì chú là không phải là thầy thuốc, nhưng mà chú là người biết về y học gia truyền của chú thôi. Chú bấm nguyệt này nọ, phi lợi nhuận, chú không lấy tiền không này nọ hết. Nếu mà ai nói chú cũng có tâm, sau khi được chú bấm thấy người nó khỏe hẳn, nó đỡ nặng cái đầu. Dạ đúng rồi, nó nhẹ lắm. Dạ, cái chân này cũng thoải mái rồi coi như. Mà cái đó là nãy anh không biết cái đó là gọi là gì hả, cái dùng cái đó đó. Cái đó là dùng căn bản, nó cũng của biến thể của châm cứu. Châm cứu thì đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Sau này họ biến thể là họ dùng lửa, dùng hỏa, dùng nguyệt. Có người bấm thầy Yên á, họ là dùng tay bấm nguyệt. Còn anh Sang á, chú mấy mấy tuổi rồi, chú Sang là dùng lửa để đã thông nguyệt. Cái mỗi cái đều khó hết, tại dùng lửa châm thẳng vô người vô nguyệt của mình á, và mình phải biết châm. Tại vì nếu mà ai có coi clip thì sẽ thấy chú sẽ đốt lửa đàng hoàng, rồi chú sẽ châm vô người trên đầu, trên tóc, mà không thể trái không này nọ, không bị bỏng. Mà châm vô thì nó thấy nó ê ê thôi, chứ nó không có phỏng, tóc cũng không rụng, nó không có trái. Đã đó, thiệt á. Cái đó là kỹ thuật của mọi người, nó cũng là một cách để là đã thông nguyệt thôi. Thì coi như mình cũng có cái cơ duyên, đúng không? Yeah. Chứ bây giờ mới tìm mấy người mà chỉ bằng cách này giờ hiếm lắm ha anh. Cái này thật sự nó chỉ có gia truyền thôi. Những người chỉ gia truyền từ này đời nọ qua, họ phải nhân nhuyễn lắm, họ mới dám thật làm trên con người. Tại vì họ đã chắc chú Sang hồi xưa cũng đã chữa bệnh cho người ta rồi. Dạ đúng. Rồi chú mới nhuyễn như vậy. Làm rất là có thể rất là giỏi. Thì thầy chú Sang cũng có nói đó, chú Sang đã từng có đệ tử dạy mà. Vậy giỏ vậy này vậy nọ cho nên chú Sang hồi nãy có nghe chú Sang là cái này chú Sang học lỏm từ thời ông nội của chú Sang ở bên Trung Quốc. Cái này gia truyền là từ đời ông nội của chú Sang đã làm về cái này rồi truyền cho ba chú Sang, rồi chú Sang học lỏm của ba của chú Sang. Rồi chú Sang mới cũng làm một thời gian, là chú Sang cũng là một võ sư về võ. Võ Thiếu Lâm Tự. Dạ, võ Thiếu Lâm Tự thì cái thuốc của chú Sang cho nãy là cái thuốc chú tự pha. Nhà của nhà chữa chuyên về bông gân này nọ. Mà cái chân nãy chú chữa cho em á, công nhận nó đỡ thiệt đó nha. Tại cái chân này á, nó đứng lâu nó đau lắm. Nó đau từ lúc mà đám ma của ba lận. Chứ không phải là bị tật nguyền, chứ không phải là bị sư que. Nó đau trong cái gân hay gì đó. Ấn vô nó phê đó, mà chú nãy chú bơm lên bây giờ nó vẫn còn ấy nè. Nhưng nó vẫn còn cái cảm giác nó giống như nãy chú ấy vậy đó. Hồi nãy nó có quay trận cảnh là chú dùng lửa chú châm vô rừng cái nguyệt ở trên chân. Châm luôn hả? Dạ, yeah, hồi nãy có quay. Tại em nằm em không có để ý. Họ dùng lửa họ đốt, họ châm vô cái giò. Dạ. Họ châm vô cái giò rồi cái cảm giác có lẽ hồi nãy chú Sang chữa anh nhiều quá, tới em mà chú Sang hết sức hay sao? Hết sức hả? Làm em chưa được cảm giác gì hết. Vậy hả? Mới có được có 30% mà. Thôi thì coi như là hai cái phước của hai anh em. Em cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này nhiều lắm. Anh Thắng có trả lời cho em không? Đây là cái clip về phi lợi nhuận, không phải là quảng cáo không lấy tiền không gì hết nha. Còn cái này đã nói, cái này nó chỉ là cái gia truyền, còn ai tin thì tin, không tin thì cũng đừng có bàn ra tán gia, vì thật sự cái này là có thật, mình đã chứng minh cho mọi người thấy rồi. Rồi chúc mọi người vui vẻ. Dạ, em cũng cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nếu yêu thương em thì hãy bấm like, bấm share và nhớ đăng ký để theo dõi.